Mỗi lần nghiên cứu mất mấy chục triệu. Hôm nay mình mua một cây Blackwood M18 CP. Trong quá trình vận chuyển thì nó hơi bị chảy một tí, mình thử xem là khui thùng nó ra xem là thằng Blackwood nó có khác gì không nè. Đây, đây là nan mặt trước của cái Liquid ha. Cái này xài pickup Swarovski. Mình lỡ tay đập bể hơi bị quá tay một xíu. Đây là trong thùng đàn nha. Cây này thì giá chắc khoảng tầm 40 triệu gì đấy. Đây là rưỡi á, hơn 50 à. Vậy là hơn 50 rồi. Lỡ rồi. Nói được chưa họ? Ok, coi xong bên trong luôn. Rồi, ok, chốt. Gỗ hông với thùng là gì? Cái này là ô văn khôn này. Đang quay clip mình phải phân tích rõ ràng cho mọi người biết chứ. Cây chưa ơi. Sao? Cây chưa, cắt chưa, cắt đi.